Hello 500 anh em, Free Fire hiện tại đang có một cái sự kiện nó rất là hay. Đấy là các bạn nạp tối thiểu 150 kim cương, các bạn sẽ nhận được ngay, đấy là hành động múa quạt. Ai, khá thú vị đúng không nào? Vâng, thì với cái điệu nhảy thú vị này, mình nghĩ là anh em nên nạp kim cương bởi vì là nó rất là hay. Những trận đấu của anh em cùng với đồng đội sẽ vui hơn, ui dồi cả team cùng múa quạt. Yes, thì ngày hôm nay chúng ta đến với một trận rank. Hiện tại mình đang mặc cái bộ trang phục xịn sò nhất của thẻ vô cực nhá. Ê, thanh niên nào kia? Ôi, chạy nổi không? Nhanh tay nhanh chân thế nhở, nhưng mà nó toa mất tiêu rồi. Vậy là kẹo đã có được một mạng đầu tiên nhá. Rất là đơn giản. Ê, như vậy thì hôm nay thứ bảy đã là cuối tuần rồi. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Ok, nếu như các bạn thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên là nhấn nút like. Các bạn đăng ký kênh luôn ạ. Thì mỗi một lần đăng ký kênh của các bạn sẽ là cái nguồn động lực để mình sản xuất ra những cái video sau nó hay hơn, nó chất lượng hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Yes. Không biết là có nhiều anh em chưa sở hữu cái thẻ vô cực đúng không nào? Đấy, anh em mà nhanh tay nên mua, đơn giản là cái thẻ vô cực mùa này trông đẹp vãi. Các bạn thấy không ạ? Quả ba lô xoay này, bộ trang phục này nó xịn sò vãi chưởng. Và nó rất là khác so với những cái thẻ vô cực mùa trước. Đấy là nó có hiệu ứng rồng xong các kiểu anh em ạ. Thật sự đẹp nhá. Anh em mua sớm, cày sớm, trải nghiệm sớm thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều đúng không? Ok. Với cái hành động múa quạt là hôm nay tôi thấy nó hay quá. Thế nên là mình đã phải nạp kim cương vào nhận luôn hành động múa quạt để trải nghiệm sớm luôn cho anh em mà. Đấy, thật ra thì về phiên bản OB21 này, cái lúc mà mình chơi ở trong bản test ấy, nó đã cho anh em mở cái hành động múa quạt rồi. Nhưng mà hôm nay thì server Việt Nam mới chính thức được bán. Thế nên là nhanh tay mọi người nhá. Đó, các bạn chỉ cần là nạp kim cương vào thôi. Các bạn nạp tối thiểu 150 kim cương, nhận ngay hành động múa quạt nhá. Không tốn tiền mua đúng không? Đấy, anh em mới thú vị đúng không ạ? Thật sự rất là hay. À, bây giờ thì mình sẽ qua căn nhà phía trường học này để kiếm thêm kill này. Ồ, đấy, từ đầu trận đến giờ thì mình chỉ có mỗi một kill. Bây giờ tranh thủ kiếm thêm mạng thôi. À đây rồi. Làm sao? Ui chạy á? Chạy á? Ui chạy á? Thật sự là mình mới cài lại mấy cái nút bắn nó to ra ấy, nhưng mà mình kiểu như là mình để to quá ấy. Đâm ra là kéo cái nút bắn vuốt nó không được. Anh em khó chịu vãi chưởng. Ai, ok, thì... Ui, thanh niên tù nhân này. Ma, mày chạy đâu? Chạy đâu vậy? Uầy, ok, ok, ok. Làm sao? Qua đây? Ờ, có dám qua đây không? Câu trái lựu qua cho nó sợ này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, gì đấy? Ui, gì đấy? Anh sợ chú quá. Ok, nhà 3Q. Nhẹ nhàng luôn, đơn giản luôn mọi người ạ. Đấy, dăm ba thằng rơm rơm tính xơi kẹo cơ. Sơi kẹo là sơi thế nào được? Ok mọi người, thế để mình xem xuống dưới này coi. Yes. Hiện tại thì kẹo đã có cái trang bị nó khá là đầy đủ. Các bạn thì mình có mũ 3, mình có giáp level 3 vô cùng xịn sò và combo súng mình rất là thích. Đấy là XM8 với lại MP40. Thật sự là không có gì để chê cả anh em. Mỗi tội thì mình sẽ tranh thủ mình kiếm thêm mông keo phải đã. Đó, vậy mới vui anh em nhở. Rồi nha, xuống dưới thôi. Tầm này còn đông thanh niên phết. Còn bao nhiêu đây? 19 thanh niên nữa cơ. Không sao, từ từ rồi là khoai sẽ nhừ mà anh em. Lo gì. Tầm này xuống dưới khu dân cư nha. Kiếm thêm kill anh em ạ. Đấy, 3 mạng. Bây giờ xem nào. Ui, trước mặt có UAV này. Rồi rồi, ok. Chuẩn bị xem nào, xem UAV có mấy người. Một đứa này. Ồ, ngay phía xưởng cơ khí hả? Ui. À, đứa còn lại ngay phía trước mặt mình này. Lên đây trước, lên đây trước. Bởi vì nó gần hơn anh em ạ. Đấy. Làm sao? Thế là thanh niên này. À, đây rồi, đây rồi. Anh tưởng chú ở đâu cơ. Ui rồi, làm sao? Ô sợ quá. Tới anh em ạ. Ăn no lựu này. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Làm sao? Có giỏi ra đây. Ây, nó lại trốn các bạn. Trốn làm sao được. Ờ, ok, tôi quay đây. À đây rồi. Ui ui. Ra đây em, ra đây em. Dám không, dám không?
Ha, nó trốn anh em, nó đi quẩn mình à? Mày này trốn đi. Shotgun à, sợ quá. Tưởng là shotgun anh sợ chú á. Thật sự là mình hơi ám ảnh bởi mấy thằng shotgun one hit thật, nhưng mà thằng này tôi không sợ đâu. Mà nó lại trốn anh em, thằng này trốn kỹ nhở. Hay quá nhở, khá quá nhở, xong chưa? Vãi chở nó vẫn đang còn máu, tôi tưởng nó hết máu rồi cơ. Căng thẳng phết nhở. Đấy, anh em đừng nghĩ đơn giản nhá. Mày đâu rồi? Mi à, thằng này trốn kỹ quá công ạ. Công công nhận thế không? Thằng này trốn hơi kỹ nhá. À đây rồi. Tôi vòng lại cái, tôi phải xử xong thằng này anh em ạ. Bố lao ăn cắp à. Chạy lẩn kinh thật. Ui vãi trưởng. Các bạn thấy vãi trưởng không ạ? Ui chỗ này có người này. Mày này đi đâu? Chạy đi đâu hả? Ồ. Ui. À đây rồi. Nó trốn ở đây này. Thằng này hack à? Sao trông kiểu dị vãi trưởng anh em ạ? Tôi vừa thấy nó đây mà. Ui. Bắn rát vai mấy ông này. Chơi tôi kinh thật, sợ thật. Mà đây có một đứa này. Mày này, headshot vỡ đầu. Thằng còn lại đâu? Thằng còn lại như là nó vẫn trong này anh em ạ. Tôi vào trong này tôi tìm nó. Mày đâu? Chạy đâu rồi? À, qua đây đúng không? Ok, để anh xem nào. Đây rồi. Anh chờ chú mãi. Ui, lại thêm thằng nữa. Đông nhở. Ui, đông vãi cả trưởng ra luôn. Mày này. Ui, mình bắn ngáo vai. Sorry anh em nhá, bắn hơi ngáo. Ui rồi, xong chưa? 6 mạng rồi. Ui vai. Chết đồ có người luôn. Ê, bắn đây đường. Bắn rát thế. Thằng này công nhận bắn kinh thật, nó bắn hết mẹ nữa cây máu của mình. Mày này, làm sao? Xuống đây. Ồ, sự mông keo à. Nó mà chậm tí nữa là tôi cho nó lên bảng rồi. Quả mông keo này nó chắc quá, đưa ra mình lời bán anh em ạ, tốn đạn. Đấy, tôi cứ quần máu đã. Có giỏi ra ngoài đi. Đừng nấp sau mông keo thế chứ em. Ra ngoài tôi bắn luôn. À đây rồi. Đã chạy qua đây rồi cả. Ui, chạy nhanh thế. Qua xử nó luôn đây. Mày à. Mày chạy đi đâu? Ui đây rồi. Má shotgun. Sợ nhở, shotgun cơ. Xong. Ok nha, 7 kill rồi các bạn ơi. Nó vướng ấy. Tranh thủ rút sát thằng này cái ơi. Ngon nhưng mà cái giáp 4 của nó nát mẹ rồi. Kiểu lúc nãy tôi sấy căng quá anh em ạ. Là giáp nát thì có đâu. Ok, may là có cái bộ sửa chữa giáp. Thế nên là tôi vừa sửa rồi. Cái giáp của tôi bây giờ nó cũng gần như mới. Tầm khoảng 90%. Thế nên là cũng khá là ngon nhở. Đấy, quả giáp chống nổ xịn xò luôn. Bây giờ trang bị ngon như thế này mà không win game nữa. Không top 1 nữa. Chỉ có nước xóa game thôi các bạn ạ. Hai thằng cuối đâu? Mình chạy mình tìm xem là hai thằng cuối đang ở đâu anh em nhỉ. Tôi phải lượn lờ quanh đây xem là chúng nó trốn đâu rồi ấy. Đấy, bọn này trốn kỹ lắm. Đâu? Thế rốt cuộc là mấy đứa đâu? Ồ. Từ từ anh em ạ, tôi qua đây xíu này. Không thấy. Các bạn thấy chưa nhỉ? À đây, thấy rồi nhá. Trong xưởng à. Ui vãi. Anh đừng. Em đã kịp lấy súng bắn anh đâu. Sao anh lại bắn em? Thằng này, mày láo rồi. Qua đây cái anh em ạ, đừng bắn. Đừng bắn bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhá. Sao bạn lại bắn mình? Thằng này. Rồi ok, quần máu cái. Má bắn sợ thật. Được rồi anh em ạ, kiểu này tôi tính tôi công mẹo trong luôn. Xử nó luôn cho anh em, để nó bắn thế nhở. Rồi nha, hiện tại thì mình cũng đang chờ bo này. Câu trái liệu vào trước cái đã. Được chưa? Làm sao? Ôi. Câu thêm trái nữa này. Ô, có hai đứa trong xưởng luôn. Ấy, cơ hội đến rồi anh em ơi. Bây giờ là qua để vét mạng thôi nào. À, đâu rồi. Anh em. À, hai đứa nhá. Thấy rồi nhá. Thằng này, nó chết chắc với tôi rồi anh em ạ. Mày này, làm sao chạy nổi không? Rút MP ra. Úi dồi ôi. Ui, bao thu. Vai lúa. Phải này bao thu căng thế anh em ấy. Thôi. Đấy. Ồ, vẫn chạy kịp. Tôi tưởng là pha đấy tôi toang rồi chứ anh em, vẫn chạy kịp, hay quá. Thằng kia đâu nhở? À, hình như là nó qua phía này rồi. Chuẩn bị tâm lý này. Ở đây, đây à. Ui, vãi, rát thế bạn ơi. Ơ, đừng thế. Ui, bạn làm mình sợ đấy. Xong, buya. Ui, tuyệt vời chưa. Tớ mua rồi nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kẹo nha. Bye bye.